Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt, dân nháo nhào rút tiền ngân hàng BSC, chuyện chấn động. Theo thông tin trên báo chí nhà nước thì Trương Mỹ Lan bị bắt trong đó tại dự án số 187A, 187H, 193 và 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Tuy nhiên, vì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB được đầu tư và phát triển bởi bà Trương Mỹ Lan, nên mọi người đang gửi tiền tại ngân hàng này rất hoang mang mà lao ra xếp hàng ròng rắn để rút sạch tiền. Đây là hình ảnh những dự án bất động sản của Vạn Thịnh Phát có liên quan đến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Khi người chủ bị vướng vào lòng lao lý thì rất có thể ngân hàng này cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng vào những thời gian tới đây. Và nếu không có tiền và rút tiền ra được bây giờ thì đợi rằng e là không kịp nữa. Hiện nay, ông Trịnh Văn Quyết là chủ tịch tập đoàn FEC bị bắt thì FEC lao dốc không phanh. Vậy nên cũng rất có thể Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Theo luật, khi ngân hàng phá sản thì khách hàng gửi tiền chỉ được đền bù tối đa 75 triệu đồng, bất kể người đó có gửi bao nhiêu tỷ đồng đi chăng nữa. Nếu khách hàng đồng loạt rút hết tiền gửi thì có thể SCB sẽ sụp đổ. Tình hình căng đến mức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo không nên rút tiền trước hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Báo chí cho biết Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người gửi, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung để tránh sự sụp đổ domino lan ra các ngân hàng khác. Trước đây, ngân hàng yếu kém thì có Ngân hàng Nhà nước đứng ra xử lý bằng cách lệnh cho một ngân hàng thương mại quốc doanh mua lại không đồng rồi tái cơ cấu. Tuy nhiên hiện nay thì luật phá sản ngân hàng đã có. Việc ngân hàng thương mại phá sản thì cứ theo luật mà xử. Khách hàng sẽ được đền bù một con số tượng trưng để khỏi bị gọi là mất trắng tài sản. Đây là hình ảnh người dân đang ồ ạt rút tiền ra khỏi SCB bằng. Đấy là chấn động đối với người dân sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Còn một chấn động nữa, nếu Trung ương làm tới nơi tới chốn, sẽ có vụ án kinh thiên động địa từ trước đến nay. Đó là đầu mối dẫn đến sai phạm của ông Lê Thanh Hải. Theo thông báo kết luận số 1068 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch quản lý xây dựng đất đai môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị, việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là quyết định giao đất của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh là mục đích tấn công của phe Hà Nội. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1999, khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo chấp thuận cho giải thể việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty Dịch vụ Thương mại thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Vạn Thịnh Phát, cho phép công ty này được chuyển nhượng gần phần góp vốn trong khách sạn Vạn Xuân cho Công ty Vạn Thịnh Phát. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2000, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng phần hùn vốn khách sạn Vạn Xuân. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyết định cho Công ty Vạn Thịnh Phát được thuê đất sản xuất kinh doanh tại 187A, 187H, 193 đến 203 Trần Hưng Đạo. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải đang bị khui ra. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2012, Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ về Tài chính Bất động sản DATC chứng thư thẩm định giá trị quyền sử dụng đất tại các số 187A, 187H, 193, 203 Trần Hưng Đạo. Vào ngày 21 tháng Giêng năm 2013, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có biên bản hợp thẩm định giá. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2012, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc duyệt giá trị quyền sử dụng đất. Đấy là những quyết định liên hoàn của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đối với Vạn Thịnh Phát. Một khi Vạn Thịnh Phát đã phạm pháp thì những quyết định đó cũng sẽ có vấn đề. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào đây để công phá thành trì của Lê Thanh Hải. Và chúng ta hãy cùng đợi xem liệu ông Tổng có phá được hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc đã từng ném đá giấu tay đồng hương. Nay đã đến lượt ông trả giá hay chưa?
Cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh là bởi ông Thanh đã tiến ra Hà Nội. Cái chết này là bởi ông Thanh đang nhắm vào hai thế lực trong chính phủ mà ông không hề hay biết. Ông Thanh lúc đó là người dũng tướng, làm lính tiên phong trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nhắm vào người đứng đầu chính phủ lúc đó là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Kế bên ông Dũng là ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay của Việt Nam. Việc ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội và được ông Tổng Bí thư nâng đỡ thế nào và ông Thanh cũng vào Bộ Chính trị và sẽ qua mặt được ông Phó Thủ tướng Thường trực lúc đó. Một rừng không thể có hai con hổ. Khổ nỗi, ông Nguyễn Bá Thanh thì thích ăn ngay nói thẳng và làm thật, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì âm thầm, tính kế và rất hiểm. Nếu so về tài ăn nói, ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng ông Nguyễn Bá Thanh. Nếu so về khả năng quản trị, ông Phúc cũng không bằng ông Nguyễn Bá Thanh. Và nếu so về khả năng mang lại uy tín cho đảng, ông Phúc cũng thua ông Thanh. Tuy nhiên, cái duy nhất mà Nguyễn Bá Thanh không bằng ông Phúc đó là mưu hèn kế bẩn. Và hiện nay, ông Phúc đã xây dựng vị trí cao trên chính trường bằng một thứ tài năng duy nhất mà ông ta có, đó là kế hiểm. Vào năm 2011, lúc đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực. Ông Nguyễn Bá Thanh thì vẫn là Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng sức và tên tuổi của ông Thanh lại quá mạnh. Tuy là cấp bậc trong Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trên, nhưng uy tín với dân, uy tín trong Đảng thì ông Phúc không bằng ông Thanh. Việc ông Nguyễn Bá Thanh được ông Tổng Bí thư điều ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính trung ương thì ông Phúc nhìn thấy viễn cảnh ông Thanh vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Vì thế, tìm mọi cách để cản đường ông Thanh là ưu tiên hàng đầu của ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó. Tuy nhiên, một mình ông Phúc thì không thể cản nổi điều này. Tại hội nghị quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng năm 2013 khi đó, tân trưởng ban nội chính trung ương, bí thư thành ủy Đà Nẵng là ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng bằng câu nói rằng hốt liền không nói nhiều. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh được cho là nạn nhân của ông Dũng và ông Phúc. Đây được xem là câu tuyên chiến của ông Nguyễn Bá Thanh với ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng đương nhiệm khi đó. Đến sếp của ông Nguyễn Xuân Phúc mà ông Nguyễn Bá Thanh còn xem không ra gì, thì với một ông phó là cho ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Phúc thì chắc chắn ông Thanh cũng chẳng coi ra chuyện. Đó là nỗi lo cho một con người đầy toan tính của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đến tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã giới thiệu ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Nhưng ông Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã đánh bật ông Thanh và ông Huệ ra. Đây là lời cảnh cáo của ông Dũng, nhưng ông Thanh vẫn lấn tới. Điều này cho thấy nếu sau này có đối đầu trực diện, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ không thắng nổi ông Nguyễn Bá Thanh vì ông Thanh được xem là một dũng tướng. Cho đến ngày 12 năm 2013, tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng, ông Nguyễn Bá Thanh dự và điều tra. Đến nước này thì ông Dũng không thể không ngăn cản ông Nguyễn Bá Thanh. Tuy là đồng hương Quảng Nam, Đà Nẵng, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc thì luôn xem ông Nguyễn Bá Thanh chính là mối đe dọa đối với mình. Thế là liên minh Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng đã ra đời và những gì diễn ra sau đó là một phần của lịch sử. Đây là hình ảnh liệu ông Tổng Bí thư có ép được ông Chủ tịch Phúc hay không vẫn đa là một câu hỏi. Như vậy, trong cái chết ông Bá Thanh có dấu của ông Chủ tịch nước hiện nay, người ta nói rằng ông Phúc chọn thời điểm rất hay, chọn lúc ông Dũng quyết không để ông Nguyễn Bá Thanh tấn tới và trợ giúp cấp trên thực hiện thành công ý đồ, vừa có lợi cho sếp, vừa có lợi cho bản thân mình. Vì thế mà trong giới làm chính trị thượng tầng, ai ai cũng dè chừng ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy bề ngoài ông Phúc như thế, nhưng làm chính trị bằng thủ đoạn, ông là người có hạn. Vì thế, việc ông Tổng bắt ép ông Chủ tịch nước viết đơn từ chức trong kỳ họp Hội nghị Trung ương lần thứ 6 không phải là chuyện dễ. Chúng ta hãy cùng chờ xem.